mất nha. Ôi đất giả. Dạ. Dạ. Gần 7 giờ tối và Bùi Hồ phải đi theo một người ngư dân ở đây chuyên nghề đánh bắt về mực và đặc biệt là giấc mực vào buổi tối. Theo chia sẻ của chú này thì để đánh bắt được mực vào buổi tối như thế này á thì phải trời lặn và đặc biệt là không có ánh trăng. Đây là chiếc ghe hôm nay mình và với chú phải đi đây. Nó đi luôn rồi, nó đi ghe luôn. Theo chia sẻ của những người ngư dân ở đây á thì hiện nay thì biển lặng, nhưng mà đối với mình là một người của miền Tây đến á thì biển giờ này cũng khá là sóng gió. Em bước xuống nha. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ đi theo anh Bảy, gọi là anh thôi nhưng mà anh cũng có khá là nhiều năm dày dặn kinh nghiệm với biển như thế này rồi. Trước đây thì Bùi Hồ cũng nghe một cái những người đi biển đó, người ta làm nghề câu mực, có nghĩa là những người mà đi tàu á, nhưng mà lần đầu tiên mà Bùi Hồ mới nghe nghề gọi là giấc mực trên biển và chạy bởi những cái máy đèn như thế này. Và người mà lái tàu để chở vào Bùi Hồ đi đó chính là anh Bảy. Gọi là gần vàng biển bạc, có nghĩa là ở dưới nước này á cá nhiều lắm, chỉ có những người mà làm biển thì người ta mới hiểu thôi. Và cô bác anh chị thấy những cái vật sáng sáng kia không, đó là những cái con cá nó đang nhảy lên á. Ồ, thấy không? Theo chia sẻ của anh Bảy á thì hàng đêm mỗi một người ngư dân mà sống ở bãi biển Kiên Lương này dứt khoảng thời gian tầm 1 đến 2 giờ đồng hồ thì có thể thu hoạch được 4 đến 5 kg mực. Và mực hiện nay thì tầm 50.000 đồng một ký thì khoảng 200.000 đồng cho một lần dứt. Và đặc biệt dứt mực thì khi mà có trăng lên thì dứt không được và biển động. Và hôm nay thì chúng ta cảm thấy là theo chia sẻ có Bảy như lúc nãy Bùi Hồng có nói là biển bây giờ là biển không động, nhưng mà cô bác quý anh chị có thể thấy được cái mạng xuồng á, cái sóng nó đập vô mạng xuồng là như thế nào rồi, đúng không? Và đằng này nè, cô bác quý anh chị sẽ thấy những cái là vạch trắng trắng và những cái con cá nó nhảy nè, thấy không? Mình nói chung là đi biển thì nhiều nhưng mà lần đầu tiên đi trải nghiệm cùng với người ngư dân ở đây nhất mực vào buổi tối là như thế nào. Và đây là anh Bảy. Chào anh Bảy ơi. Cái nghề giấc mực này đó là cô bác quý anh chị phải có một cái máy gọi là máy đèn, và đây là cái trụ đèn. Đèn này thì phải có màu sắc khác nhau để dụ con mực nó lên, nó để kiếm mồi ăn á, mà mình không biết thì nó như thế nào. Đây là cái
nè. Đó. Thật ra cái người miền Tây á, cái người ngư dân ở miền Tây á, họ rất là chất phác và thật thà luôn. Mười Hồ cũng đã đi nhiều nơi, nhưng mà đi đâu thì vẫn không qua cái quê hương miền Tây, và đặc biệt là những người dân như thế này. Đây à, em dẫn lên cho. Thì người ta sẽ nuôi nghêu. Cô bác của chị có thể thấy cá như này luôn nè. Mặc dù là mũi tối nhưng mà thấy cá như này luôn. Lấu trà xong chưa anh Bảy? Xong chưa? Bình thường thì lúc mà em không có ở đây á thì anh Bảy giúp được nhiều mà không? Không, bình thường thì của cỡ này có chừng 30 kg à, 40 kg một chừng. Mà bữa nay trời thổi quá không biết sao. Đừng có, lần này mà không có là đừng có đổ thừa em nghe. Không có đổ. Do ý trời. Con mặt nó cứ đổi nổi lên bàn hay sao anh Bảy? Tí xíu là anh nổi rồi. Cái địa điểm là có cái thao rồi, giờ nó không biết thao nó nằm đâu rồi. Sống quá rồi không thấy thao. Dạ. Cho mình chạy ngay cái địa điểm mình chở hàng ngày đó là vừa ghé nhỏ lại là nó nổi nổi được. Mỗi đêm với anh chạy hao bao nhiêu dầu? Khoảng tương đương 120-130 ngàn. Là anh vớt được bao nhiêu ký mực? Trung bình chắc có 3-4 ký. 3-4 ký. Mực bây giờ mỗi ký nhiêu hả anh Bảy? 15 ngàn. À, không lời. Lời là còn khoảng nhiêu tiền? Không có lời. Không lời. Cái này là cũng chưa vô vụ, nó không có lời. Nhưng mà cái này giống như thú vui của anh ấy ha. Thú vui thì mỗi buổi chiều là nôn nao rồi đi vớt đại đi, nó không có lời. Dạ. Có bữa 5 ký trong chừng, bữa 3 ký, 2 ký trong chừng. À, có nghĩa là tối anh ngủ không được, anh thường đi vớt hay sao? Có cái mình giữ cái bãi cò. Ở bãi con mực không anh? Con gì? Con cu ly. Cu ly hả? Con này phải cu ly. Con này là sao gọi là con cu ly? Đó, con này cua phải không? Cu ly. Cu ly á. À. Con này ta nấu đúng mà. Con mực sao mà anh nhìn thấy nó dễ anh Bảy? Sao nó nổi nhiều nhiều đi ra cũng chắc. Xíu là nó nổi rồi.
biển á thì thấy rất là quen thuộc, nhưng mà đối với bản thân của Bùi Hồ á thì thấy nó cực kỳ xa lạ khi mà hàng đêm phải ngồi trên cái biển sóng nước như thế này và ngồi hút một cái điếu thuốc, châm một cái chén trà để mà bớt mật. Anh Bảy chia sẻ rằng là có những đêm á là mật nó lên á là rất không kịp luôn, có những lúc mà mật lên rất không kịp, còn có những lúc á thì lại chẳng có lông nào.
này thì cái đôi mắt phải tinh vi mới được của bác quý anh chị. Những cái ánh đèn sáng này mình không hiểu tại sao mà cái con mực á nó thích những cái ánh đèn sáng như thế này. Chắc có lẽ là nó đợi ánh sáng lên để mà nó đi kiếm ăn với cô bác quý anh chị. Nên là nữ ra là việc rất mực chạy đèn như thế là cũng là một cái kinh nghiệm lâu đời của cha ông mình để lại, mà thời buổi hậu bối của mình mới có thể biết được. Ngoài cái việc mà rất mực thì phải còn làm cái công việc đó là câu mực.
mỗi khi mà con mực nó chưa có nổi lên á, và mình bất ngờ khi mà câu mực là không mồi, có cái lưỡi đó, và cái phần sáng sáng kia đó chính là nơi để mà dụ con mực nó lại nó ăn, và nó tự nhiên nó cần cái lưỡi đó. Con mực kìa. Ôi trời ơi. Dạ. Đấy em cầm cái được không? Ồ. Có loại dễ thương lắm. Trời ơi trời, thật tấm biếu luôn. Dạ, rồi, bắt đầu. Chị có thấy cái đèn đằng xa xa kia không? Là chiếc xuồng đó vẫn đang chạy đèn để mà dớt mực á. Anh ấy chia sẻ là hàng đêm thì có nhiều đèn lắm, nhưng mà hôm nay chắc có lẽ là do thời tiết nên ít đèn lại. Và việc chạy một đêm mà hơn 100 tiền dầu á thì phải đêm đó phải dớt bằng 200.000 tiền mực, có nghĩa là khoảng 4-5 kg thì ngư dân mới có lời. Video clip sau và những người sống trên cái này.